Mình đố các bạn đoán được nghĩa của những idiom này ở trong tiếng Anh. Thứ nhất chúng ta có bread and butter, không phải là bánh mì và bơ mà nó có nghĩa là công việc nuôi sống. Thứ hai chúng ta có bread winner, không phải là người chiến thắng bánh mì mà nó có nghĩa là trụ cột thu nhập chính của gia đình. Thứ ba, bring home the bacon, không phải là đem thịt sông khói về nhà mà nó có nghĩa là kiếm tiền nuôi gia đình. Ví dụ này, he's a bread winner, he brings home the bacon, database engineer is his bread and butter. Một người học tiếng Anh bình thường thì hiểu tới đây là ok rồi, nhưng mà sẽ có những người đặt câu hỏi thêm là tại sao lại nó có nghĩa là như vậy nhỉ? Lý do là bởi vì từ xưa tới nay cái sự ấm no, sự đủ đầy thì luôn được liên tưởng và gắn liền với sự thành công Cùng với đó thì đồ ăn thì luôn được liên tưởng tới tiền bạc Ví dụ như trong tiếng Việt đi kiếm cơm thì tức là đi kiếm tiền đấy à, Hay là người ta thường có cái cụm từ đó là cơm áo gạo tiền Nó liên quan tới nhau hết Chính vì thế mà trong tiếng Anh tiền không chỉ được gọi là money Mà tiền còn được gọi là bread, dough, cake Let us. ngoài ra thì còn có những cái slang của Gen Z thời nay ví dụ như là ate and left no crumbs không phải là đã ăn và không để lại vụ mà nó có nghĩa là làm một việc gì đấy hoàn hảo và không có một chút sai sót nào hay là let them cook không phải là hãy để anh ta, anh ta nấu mà có nghĩa là hãy để anh ta thể hiện làm những gì mà anh ta vẫn đang làm tốt ngoài tiền bạc và cái sự thành công ra thì đồ ăn còn được liên tưởng tới cái gì nữa các bạn biết không sắc đẹp ví dụ như là bờ mông cong của một người con gái thì còn được gọi là hoặc là khi mà một cô gái được gọi là snack Tức là cô ấy ngon Nhìn là chỉ muốn mở ra và Vậy cho nên là từ giờ anh em đừng có khen người yêu của mình là Ôi em xinh quá, em cute quá, em dễ thương quá Em là công chúa của anh, em là em bé của anh Không, từ bây giờ các bạn hãy khen người yêu của mình là Em là gói bim bim khoai tây vị bò lúc lắc của anh <laughs>